idiota. Corona. Bisa. Màu này hơi xấu, màu trắng hay đẹp. Vành 8 inch phía trước. Màu này hơi xấu, phía trước nhìn ngầu phết. Ở trong nha, này ở đang ở Toyota. Xem đi xem lại, mỗi con này là rẻ hợp lý, 327 man. Vào trong nha. Nội thất ghế màu trắng. Đây là phía trước, ghế phía sau màu trắng rất đẹp. Đóng rất chắc. Cốp. Rất rộng, thoải mái luôn. Xem tự tưởng nó gì. Cái này thôi. Không có lốp dự phòng mà là bình hơi dự phòng. Khá chắc chắn. Cốp không phải là cốp điện. Trước nha. Đây. Nội thất đây. Ghế chỉnh cơ. Ghế da rất là đẹp. Chắc chắn. Rất thích tay nha. Hơi bị chật một chút so với xe của mình. Trần thì là trần màu đen. Vô lăng da cảm rất thích. Mềm, mịn. Màn hình to. Cái này phải 9 inch. Mình cùng bật động cơ nha. Trong này có rất là nhiều con này, nhưng mà chỉ có con này là để chìa khóa lại thôi. Màn hình khởi động này. Corolla Toyota. TV rất nét. Màn hình hơi xấu. Hiển thị động cơ này. Bật điều hòa lên là động cơ nó sẽ lên. Auto. Cơ đang sạc lại cho pin này. Đây, điều hòa này. Có kiểu cả cái nào nano air khử khuẩn không khí. Hay gió trong. Đây nó hiển thị mức độ ô nhiễm không khí màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Hay phết. Ai là mồ hôi vào đây là nó sẽ chuyển màu. Option thì không có gì cả. Đèn tự động, sấy vô lăng, chống trượt, ETC, không có gì cả. Cửa sổ thì cũng không có tự động luôn. Không có gió điều hòa. Nhìn đường nét hơi sắc.
Azul. Đi có phanh tay tự động. Thế thôi. Xây ghế này. Được có màn hình này nhìn thích à. Chút tôi mất tí nữa. Điện thoại.